Hello, hello everybody, welcome to HealthVKT. Chào bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh HealthVKT. Hôm nay chúng ta sẽ đến với con game cái này cái gì quên mẹ nó rồi. Game này game gì tự nhiên không nhớ ta. Thần hú, đúng rồi, thần hú 3D. Nhớ rồi. Ok, các bạn này là các bạn siêu phi hả? Nhớ là vậy à. Nhưng mà không hiểu sao các bạn này heo cài vô thì nó có một số thứ là cái tiếng Việt. Nhưng mà đang cái game này nó có một số thứ gọi là sao ta, đang tính là mai mốt mấy con game Trung Quốc đồ thử Việt hóa Google hết coi sao. Tại vì thấy mấy bạn Việt hóa Google thấy thấy nó xấu thiệt, nhưng mà thấy nhiều anh em cũng là thích chơi Việt hóa Google. Mà thiệt Việt hóa Google cho nó có chữ Việt hóa thôi chứ cũng có một số chữ là được khoảng chừng 20-30% là dịch đúng, chứ còn lại thì nó dịch tàu lô lắm. Mà vấn đề Việt hóa Google thì nó cũng có hai thứ. Đó là ví dụ như anh em Việt hóa Google thì có một số chữ thì chúng ta biết nó là cái gì. Nhưng mà những chữ mà chúng ta không biết thì chúng ta sẽ không bao giờ biết. Bởi vì nó là Việt hóa sẵn rồi. Nó không như mấy các bạn Việt hóa khác là chúng ta Việt hóa rồi chúng ta nhìn coi rồi có mấy cái chữ mà nó không Việt hóa chúng ta translation nó được. Mấy chữ không Việt hóa là chúng ta còn, mấy bản kia là không Việt hóa chúng ta còn translation được, chứ dịch Google là nó dịch từ A tới Z đúng sai gì kệ nó. Đó, nên là không lẽ bây giờ mình dịch tiếng Việt qua tiếng Việt thì đâu có được đâu, đúng không? Không được. Nên là đã dịch Google rồi thì sai là sai. Đó, chứ sai không thể nào là đúng ha. Và cũng sai không thể nào mà sửa được. Đó là cái khuyết điểm của dịch Google. Còn cái ưu điểm thì có một số chữ thì nó Việt hóa cũng được. Chứ là tính ra thì có một số thứ thì nó Việt tàu lô, giống như là có những con game như là Black Widow, cái tên người ta là Black Widow đúng không? Quá phụ đen thì nó dịch lại thành cửa sổ màu đen đó, ví dụ như vậy. Nhưng mà chúng ta đọc thì nhiều khi thì chúng ta thấy tên nhân vật thì chúng ta cũng hiểu đó là đó là Black Widow đó. Còn có một số thì ủa tự nhiên cái con này tên cửa sổ đen. Nhiều chú cũng mặc định là cửa sổ đen thì thua. Nói chung là nó cũng có cái lợi và cái hại như vậy ha. Mà thấy dạo này mấy con Việt hóa Google thấy nhiều anh em đam mê nên là Để coi. Con này thì hiện nó đang còn ra server nha, chưa ngưng ra server. Thì thường chơi game Milu đồ 3733 đồ một thời gian thì cũng rút ra kinh nghiệm là mấy con game mà nó còn ra server thì chúng ta còn chơi được, mà nó ngưng ra server là coi như là tài khoản nào mới tạo thì nó không có cho vô ha. Đó. Và nó cũng từ từ khoảng 1-2 tháng thì nó sẽ đóng server. Nên là con này chắc chơi cũng tầm khoảng 2-3 tháng nữa. Heo đón là như vậy hả? Còn nếu có thể là 1 tháng nó die hay không thì cái đó thì chưa biết. Đấy. Ôi trời ơi, rồi còn một khúc nữa à. Để cho Capigon nó đè hết cái tình. Ok, còn đúng có một máu anh em. Ok, gần xong rồi ha. Các bạn này chúng ta có thể farm level các kiểu con đà điểu cũng khá nhanh. Trong công các bạn thì thấy bạn này cũng ok nhất á. Còn mấy bạn còn lại ra sao thì đó là bỏ tay ha. Ok, qua một vùng đất mới. Và các bạn này nó có chen ra Kim Nguyên Bảo nữa nha, chen ra vé tệ nữa ha. Đây,
Này, cái vé này không phải, hình như là có cái vé nào ở đâu á. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ lượn một vòng cái hả. Đây, đăng nhập ngày 1. Đó, chúng ta nhận được Pikachu. Đấy, đăng nhập ngày 2 thì cái vé này không biết để làm gì. Ngày 3, ngày 4, rồi kim cương đồ hả. Nhớ là cái vé đó chúng ta có thể đi đổi đổi ra vé tệ thì phải. Ok, mà mình lướt từ từ cái ha. Này quà. Đây, vé. Cái vé đó không phải là vé quay rồi. Shop level 30, còn cái này quay. Quay kiếm con rầy quá già. Này là nạp. Đây chúng ta được free VIP 18 hả. Này có S1, rồi S VIP 2, S VIP 3, S VIP 4, S VIP 5, S VIP 6. S VIP 6 thì bắt đầu chúng ta chạm được tới trái tim của rầy quá già rồi hả. S VIP 7 chúng ta đã quay lại Mewtwo. S VIP 8, S VIP 9 thì chúng ta sẽ có được con Lugia. Lugia. Ok, 11 thì mảnh vạn năng được không? Vậy là game này nó max VIP là max VIP S VIP 18 hả? Nhưng mà đầu vô thì chúng ta cũng được VIP 18 rồi. Quy cho chúng ta được một con Entei hả? Đây, rồi Raikou, đây là Raikou hả? Entei và Raikou. Được hai con cũng ngon. Hai con quyền thoại. Kiếm thêm một con Saikun nữa. Đây, mới nói có luôn. Entei, Raikou, rồi Saikun đầy đủ hả? Ba con, hồi đó họ kêu là con chó mà. Nè, chó lửa, chó điện, rồi chó băng, chó gió gì đó, chó nước gì đó à, hồi đó có biết đâu. Rồi còn bé bé xinh xinh ha, khuôn mặt baby dễ thương ha. Rồi bây giờ gì lớn rồi, hết dễ thương rồi. Rồi ở đây quà VIP, quà nạp. Ok, này chắc quà nạp rồi. Quà nạp thông đồng. Nè hẻ tháng nè, nó có ghi nè anh em. Nó có ghi hẻ tháng đàng hoàng. Rồi ok, rồi cái này gì đây. Đây là nạp 10 tệ hả? Khoan, đúng không? Á đù. Cái gì rẻ vậy? Nạp 10 tệ là chúng ta có thể nạp 10 tệ là chúng ta có được con Mew cái gì Shadow Mewtwo hả? Wow. Ngon đấy. Thơm đó nha. Được. 10 tệ mà được một con Shadow Mewtwo thì thơm rồi. Nè. À, 100 vé này chúng ta sẽ đổi được cái GM nè. Đó, 10 tệ. Còn đây nếu mà gom 30 thì chúng ta sẽ này lên level sẽ đổi được. Đang level 4. Đó. Nhớ là bảng này nó có cho vé đổi mà. Nhớ. Trời ơi. Và cái vé đó cắn thì chúng ta cũng lên được Mega hả? Lộn, lên được bản này không có Mega, bản này chỉ có ok, nhưng mà chúng ta sẽ đi mua hả. Dùng đầu vô chúng ta có 89 à, còn ở trong trong túi nữa, còn ở trong túi nè, đó 1000 tệ level 80 cắn hả. Rồi vé VIP 4 gì nè. Rồi ở đây chúng ta có chìa khóa, ở đây có 100 tệ level 20 cắn hả. 50 tệ là cắn liền được nè. Đó, được 500 A-Ship VIP. Rồi 50.000 kim cương. Ở đây 1.000 tệ. Rồi 500 tệ level 50 hả. Chắc mục tiêu năm nay, hôm nay là 500 tệ thử coi được không. Ok. Bản này là vô số kim nguyên bảo ha. Lộn, vô số tệ ha. Hình như cách 4 tiếng là chúng ta đổi được vé tệ hay gì á. Rồi 6.000 mấy tệ luôn ha, 6.000 mấy thể lực. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay lại đây chúng ta farm đó.
được cái bản này nó farm một lần là 50 ha. À, lên rất là nhanh luôn, hiểu hít cái bản này là vậy đó. Chúng ta chỉ cần có tiền để mua kim, để mua thể lực. Rồi, việc còn lại thì cắn thể lực và farm thôi. Đó, vé đổi tệ đầy đủ ha. Bản này là tính từ trước đến nay là con thần thú 3D, là cái bản này là một trong những cái bản mà gọi là phi nhiều nhất. Và rất rất nhiều luôn, chứ không phải là phi nhiều nữa. À, nó phi gần như là full từ trước đến nay, cũng như giống như là bản kho báo huyền hội vậy đó anh em. Kho báo huyền hội bản China. Đấy. Bản đó thì nay vô nó cho cả 1000 mấy, phải 1000 mấy tệ. Nếu mà chúng ta ăn hết 1000 mấy đó thì lên level 50 thôi, ăn 10 tệ, nó lên GM1, GM2. Đó. Nhưng mà tính ra bạn đó hôm, chắc hôm nào sẽ cài thử bạn đó coi sao. Tức là bạn đó nó cũng ra mấy cái server mới rồi, nó lộn ra mấy cái nhân vật mới rồi. Ok, rồi cái này thì chắc không lên được level 50 quá. Không đủ rồi, không đủ rồi. Lên level có 43. Gì đây? Mày hiểu luôn hả? Cái đó là nạp vé trưởng thành. Còn gì đây? À, gom đủ bộ 3 thì nó sẽ ấy. Rồi đây đổi nè hả? Nhưng mà ở đây chúng ta lên level thì chúng ta sẽ đổi được nè. Đó. Rồi lên level 40. 30 tệ chúng ta cũng sẽ đổi được hết ha. Ok, đổi đi, 10 tệ. 10 tệ. Rồi 10 tệ. Rồi 10 tệ. Đó, lên level thì cứ 10 tệ chúng ta, 10 vé, 100 vé gì chúng ta sẽ đổi ra tệ. Còn ở đây mặc định là nó 100 vé thì chúng ta sẽ đổi được 10 tệ. Đó, cứ thế mà đẩy lên. Đấy, chúng ta quay được 250 vé. Để coi trong này có thể lực không ta. Đây đây đây, có thể lực nè. 600 thể lực. 600 thể lực, ở đây thêm 130. Hết rồi, hết thể lực rồi. Tính là gom thể lực để chúng ta lên được cái ấy. Nhưng mà có bộ không, không khó hả thi. Em mà chúng ta lên được ếch VIP 1 nha. Đó, ếch VIP 1 đàng hoàng. Cắn 50 tệ nữa. Đó, lụm được con Mew kìa. Cắn 50 tệ nữa chúng ta sẽ lên được ếch VIP 2. Rồi ếch VIP 3, VIP 4, VIP 5 gì đó. Rồi có 200 bé thì với lại 800 này. 1 lần như vậy thì nó ngốn khoảng 1 mớ hả. Rồi hết thể lực luôn, đậu xanh đó. Để coi gom được bao nhiêu, 300 không? Ờ, có 208 mà méo đủ. Ok, chúng ta còn code nữa mà. Bình tĩnh, đây CDK hả? Bây giờ chúng ta sẽ nhập code. Code thì lâu lắm rồi, không biết mấy cái đống code còn xài được không nữa. Code nó cũng có cái hạn mức sử dụng của nó nha, chứ không phải là code nào cũng xài được. Đây, hy vọng là nó sẽ cho thêm tệ hay gì đó. Wow. Ok. Đó. Tổng thì chúng ta có 4 cái code à. Đó, trời ơi, má được nhiều quá, được 5 vé. Trời ơi. Rồi hết, được có ít kim nguyên bảo, ít kim cương à, đậu xanh đó. Rồi nãy giờ gom cũng chưa đủ nữa. Thể lực thì có 2 cái 30 nữa. Ừ đúng rồi, lên ếch VIP 1 thì chúng ta ăn được nữa. Không hết rồi, hết không được. Ok, đồng nghĩa với việc là chúng ta phải chấp nhận thôi.
Và 8 tiếng nữa chúng ta sẽ đổi được vé 10 tệ tiếp ha. Thì cũng may mắn là được 50 tệ nữa. Ok, nó lên được G12. Cái này gì? Khoan. Ở đây đây đây, hồi nãy coi không kỹ. Ở đây 1000 tệ đúng không? Bên này vé 1000 tệ nè. Rồi ở đây vé 500 tệ nè. Còn bên này vé vé gì đây? Ủa cái này là cái vé. Đây là 100 tệ, còn cái vé này là vé gì? Cái vé gì mà chúng ta có một nùi đây? Hình như cái vé đó mình ăn rồi nó bị lắc hay gì á? À nó bị lắc. Thì 100 thì VIP 4 rồi 1500, hết hồn, tưởng đâu chúng ta còn một đống vé trong này nữa chứ. Rồi lên GM2 nè hả? Đó, lụm luôn. Rồi shop GM gì shop VIP thì chỉ có bao nhiêu đó thôi. Shop VIP thì được cái thì shop VIP chúng ta có thể mua được với giá 1 kim cương hả? Cái này thì shop GM có không ta? Này là nạp. Ôi, nạp ăn được không ta? Rồi chẳng không rồi. Tưởng đâu là nạp cái vé đó là nó tính vô vé tệ nạp luôn thì hôm bơ quá rồi còn gì đúng không anh em? Mà không được như mong muốn. Ok. EV đồ ha. Rồi nó không tính vô tệ nạp rồi. Ôi buồn quá đi thôi. Rồi đi vô quay tướng cái nào. Quay ở đâu ta? Quay ở đây đi. Ta có hình như là 10 vé quay. Đúng rồi. Đâu? Rồi chừng nào con này nó tiến quá hình con rồng. Đậu xanh. Ồ cái bảng này rẻ hả? Quay một lần có 9000 kim cương à anh em. Oh man, được EV hả? EV hả? Oh, EV, một con EV. Wow, EV hệ băng hả? Ok. Ngon, EV là thơm rồi. Còn gì nữa đây? Hết rồi. Má, Mew thì lấy làm gì thôi. Cũng rẻ hả? Chứ không có mắc. Rồi, stop. Ở đây chúng ta có 40 chìa khóa. Rồi ghép mấy con này lại. Đâu rồi, đây. Đó, anh em nhìn thấy không? Trời ơi, tới đây là thấy mê liền. Đây, đây một con Cycoon. Đó. Tiếp theo là một con Mew. Đó. Rồi Raikou. Entai nè, Entai. Còn con này là Raikou. Đó, bộ ba hả? Wow. Rồi con này chừng nào không biết chừng nào nó mới lên được con kia nữa. Để vô coi tiếng. À nó có tiếng quá gen nè. Cộng 4 hả? À lên tím. Em nói nếu mà lên tím tím 4 thì nó sẽ tiến quá nè hả? Đấy, có sự tiến quá trong game này hết. Thấy vậy chứ game này cũng cả một cái sở hội thu nhỏ trong này đấy. Không phải là game tàu lô mía lô đâu hả? Tại vì cái bản hôm trước up thì không biết sao nó đăng nhập cho không được. Nhiều anh em báo heo nên là ok. Cập nhật là link và cái file mới luôn cho anh em hả? Đó, con này là quà level hay gì đây? Rồi anh em nào có chơi thì tải về, link heo sẽ để dưới phần mô tả nha. Ok anh em. Ok, mua được 2 lần nữa nè. Đây, thay đổi mấy em này ra. Hình như trong này chúng ta không có con nào ngon hết. Ok, đem em này ra. Ê, EV được nè. EV được ha. Đây, EV. Chúng ta lượm được một con Pokemon giống như vậy thì chúng ta sẽ lấy được một vé tệ. Wow, 50 tệ à. Wow.
Ok ok anh em, có cái để mà phấn đấu hả? Ôi giời, ta tưởng đâu là tàu lô mỹ lô, ai ngờ. Wow. Ok, đó, 10 tệ, theo độ hiếm của mấy con này thì chúng ta sẽ được cắn tệ hả? Trời trời trời, vô phá luôn chứ còn gì nữa. Tưởng đâu là cùi bắp mí lao, ai ngờ, để coi quay ra coi được con gì nữa không. Ếch, 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 lại là nó nữa hả? Đậu xanh. Con gì vậy? Ôi con ngựa. Cướp con ngựa, ngựa, ô. Không, con này cũng không ngon lắm. Chán thì quay tưởng đâu nè, trong này chúng ta quay thì có sát sức được những con này nè, đó. Hình như Pokemon thần thì trong này hình như không có. Nè có ba con ấy à. Mấy con kia hình như chơi event hay gì nó mới ra hay gì á. Ừ đúng rồi, chúng ta còn cắn được thêm 70 tệ nữa mà. Đây, đây được 10 tệ. Đây được 500, đây được 50. Đó, được thêm 50 ngàn nữa. Rồi, quẩy nào. Đó, đội hình có hơi cùi bắp hả? Đó, trời ơi. Đánh đơn giản mà hiệu quả lắm. Đó. Vậy là xong rồi hả? Đây, đây, đây. Ôi trời ơi, nó chỉ cào nát mặt tí thôi à anh em. Đó, trời ơi, đội hình đó chỉ vậy thôi, đơn giản. Rồi, thì anh em nào có chơi thì tải về hả? Link heo sẽ để dưới phần mô tả nha anh em. Rồi, ok. Đó, update lại cái file mới nhất cho anh em rồi đó. Anh em nào có chơi thì tải về hả? Ok, bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Nhớ like share video hả? Không share thì nhớ like để lấy tinh thần mà up lại những con game mà anh em yêu cầu hả? Ok, thôi, bye bye.